Hello, chào Trung. Chào mọi người. Dạ, hello, Hôm em nay chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi diễn đàn. Đầu tiên đúng chúng ta rồi. đánh giá về nguồn gốc đã. Những cái đối tượng như Cù Huy, Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Trương Quốc Huy hay là các cái kênh như RFA, VOA, RFI hay là tổ chức khủng bố Việt Đều gốc Tân gì hay không? là các tổ chức khác đó, thì người ta bắt nguồn từ đâu, đúng không ạ? Và cái tư tưởng mục đích của người ta là cái gì? Đấy, mục đích người ta là cái gì? Thì để chúng ta thấy được cái con đường, cái mục tiêu người ta cần đạt được ở Việt Nam chúng ta là cái gì. Dĩ nhiên cái này nếu mà nói đó, nếu mà gây ảnh hưởng thì nó không ảnh hưởng nhiều đâu. Đấy, thế nhưng mà nó lại tác động không nhỏ đến một phần tư tưởng của một số những cái thành phần mà mang tư tưởng vọng ngoại. Nó và cho rằng là như thế này như thế kia mới là hợp lý, là phải như nước này, phải như nước kia là hợp lý. Thế nhưng bây giờ chúng ta vẫn lấy ví dụ thôi. Ở Việt Nam chúng ta hàng năm cứ đến tháng 4 là đi khai thuế. Mỗi người là tôi chả biết các ông làm cái gì, cứ mỗi năm là phải đóng 30% thuế. Theo đúng như nước Mỹ, ông có kêu trời lên không? Các ông nhảy dựng lên ngay, đúng không ạ? Đấy, làm đúng như nước Mỹ đấy, các ông có dám không? Đấy, có nghĩa là quyền lợi thì các ông muốn. Đúng không ạ? Quyền lợi thì các ông muốn. Và các ông muốn mình là phải giàu sang phú quý. À, phải được như nước này nước kia, nhưng bản thân các ông thì cứ ngồi ở nhà xong rồi mong chờ như kiểu là chờ sung rụng, lấy đâu ra? Cái đó là cái tư tưởng nào, đúng không ạ? Đó là tư tưởng của những kẻ lười nhác, chỉ thích hưởng thụ thôi. Chứ còn những người mà người ta có sức lao động, kể cả các nước khác cũng thế, người ta chăm chỉ làm ăn thì người ta có bao giờ người ta lên mạng người ta so sánh nước này nước kia đâu, đúng không ạ? Chả bao giờ có cả, mà chỉ những cái thành phần hết homeless thì cũng là ăn welfare xong rồi lên đi dạy làm kinh tế. Đấy, chúng ta thấy rất buồn cười và đưa ra những cái so sánh rất là vô lý. Tiền ở đâu chả là tiền. Thế bây giờ các anh ở bên Mỹ thì các anh kiếm một tháng 3.000 đô thì các anh đóng thuế, các anh cũng phải đóng thuế, các anh cũng phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền xăng, các thể loại, tiền ăn, tiền uống, đúng không ạ? Và cái tiền đó anh trả bằng tiền đô hay tiền Việt? Nó tiền đô chứ là tiền gì? Thế thì trừ đi tính lại nó còn bao nhiêu? Thế bây giờ các anh sang xứ tự do rồi, các anh đã sung sướng chưa? Đúng không ạ? Nếu như các anh sung sướng rồi thì các anh mới gọi là đi khai dân trí được, đi dẫn dắt dư luận được. Bản thân các anh chưa có gì mà các anh lại đi dạy những người khác thì cái điều này em có nói rồi, rất là vô lý đấy. Và chúng ta nhìn nhận lại nữa đấy, nhìn nhận lại nữa là cả một cái quá trình thì người ta luôn là đổ lỗi cho nhà nước, đổ lỗi cho đảng, và người ta cho rằng là độc tài là thế này thế nọ. Và em trước đây em có nói đó, cái đất nước Syria, Libya đó, trước đây khi ông Gaddafi ông còn tại vị đó thì được các Đúng rồi. nước phương Tây cho là độc tài, thì cuộc sống người dân như thế nào, và ông ta hướng đến cái giáo dục, cái y tế, các cái vấn đề khác ra làm sao. Và ngày hôm nay sau khi đất nước Libya, đúng không ạ, đã gọi là tiêu diệt được độc tài rồi, đã mang được tự do dân chủ nhân quyền đến rồi, thì cuộc sống người dân Libya ngày hôm nay ra làm sao? Mọi người cứ nhìn vào đó để lấy ví dụ thôi ạ. Chứ còn không cần thiết là chúng ta cứ phải là thế này thế nọ. Còn nếu mà so sánh ở nước Mỹ hay là các cái nước khác cũng vậy thôi. Nếu như thực sự đó, mà nó là thiên đường đó, thì xin thưa là các anh không phải kêu trời kêu đất. Đúng không ạ? Và cũng không có người vô gia cư, không có người phải ăn trợ cấp xã hội. Này, không có người phải lang thang vỉa hè để mà dựng các lều bạt để sống như thế. Mà nước nào cũng vậy thôi. Và những cái tồn tại của nó cần phải có thời gian để khắc phục. Và đặc biệt đất nước chúng ta có nhiều thành phần cho rằng là thế này thế nọ, đúng không ạ? Là tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Nhưng mà người ta lại quên mất một cái giai đoạn lịch sử rất quan trọng. Đó là đất nước chúng ta trải qua mấy cuộc chiến tranh bị tàn phá. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn Ukraine xem, đúng không ạ? Hay là Libya, Syria xem. Nhà cửa thì đổ nát, cơ sở vật chất thì tan hoang hết cả để mà xây dựng lại bắt đầu từ đầu. Như ở đất nước Việt Nam chúng ta đến ngày hôm nay nó đâu phải là đơn giản. Đó là chưa kể đất nước chúng ta còn phải chịu sự bao vây cấm vận nữa, đúng không ạ? Thế mà các anh vẫn phải đòi hỏi phải thế này thế kia. Thấy chúng ta thấy rất là vô lý. Còn những cái thành phần này dĩ nhiên là chúng ta có trao đổi như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng bảo vệ quan điểm người ta. Và điều đó em hết sức tôn trọng, không có gì và ý kiến cả. Và em cũng chỉ đóng góp ý kiến đó là gì? Đó là nếu như các anh cảm thấy ở Việt Nam các anh không sống được thì anh có thể làm thủ tục các anh sang Mỹ các anh sống, sang Bỉ, sang Úc các anh sống.
quan trọng là các anh có sống được hay không và quốc gia đó người ta có tiếp nhận anh hay không. Không phải là các anh cứ thích là được, đúng không ạ? Không phải là thích là được. Và có nhiều người cho rằng là hiện nay ở Việt Nam là người dân thế này, người dân thế kia. Người dân nào? Hay là chỉ một bộ phận rất nhỏ, những cái thành phần mà chỉ mong ngóng những cái đồng đô la ngoại tệ với lại mong ngóng là không làm có ăn. Mới có những cái biểu hiện nó như thế. Chứ còn nếu như người dân bình thường thì người ta hàng ngày người ta vẫn sinh sống làm ăn, có ai người ta có ý kiến gì đâu. Nếu mà người ta làm đúng quy định của pháp luật thì có ai người ta phản đối hay người ta có ý kiến đâu. Toàn những cái thành phần mà chúng ta nhìn đi nhìn lại và chúng ta thấy thôi. Đấy. Những thành phần có học cũng có. Gọi là những người gọi là có học gọi là cũng có bằng cấp này cũng có. Những người mà không học cũng có. Cứ ngồi mà chờ ăn sẵn. Đúng không ạ? Thế thử hỏi bây giờ ví dụ như, như ở nước Nga chẳng hạn. Nước Nga ngày xưa đó. À nước Nga ngày nay đó. Ngày xưa là Liên Xô đó. Sụp đổ. Thì có cái yếu tố nước ngoài nào về lãnh đạo nước Nga không? Mà trong đó cái yếu tố tác động đến Liên Xô sụp đổ là yếu tố nước ngoài đóng vai trò rất là lớn, các cái tổ chức nước ngoài. Thì có cái thành phần nào ở nước ngoài về lãnh đạo được nước Nga ngày hôm nay không? Không đến lượt, đúng không ạ? Thế nhưng các anh này là Vâng. vẫn mơ mộng hão huyền. Vẫn mơ mộng hão huyền là một ngày nào đó các anh sẽ được là tỉnh trưởng rồi thế này thế nọ, rồi cuối cùng là gì? Rồi kéo nhau đi vào tù hết, vào đi cải tạo. Cho nó mở mang thêm trí tuệ ra. Chứ để ở ngoài đó là các anh cứ nghĩ là một ngày nào đó các anh sẽ như thế này như thế kia. Bản thân mình thì không có tài. Đấy. Còn nói là không có đức nữa. Có tài là gì? Nếu anh có tài thì các anh đã có thể kiếm sống. Có thể mưu sinh một cách đàng hoàng, tử tế. Không phải trông chờ vào bất kỳ một ai cả. Đúng không ạ? Nhà nước người ta chỉ tạo hành lang pháp lý và đảm bảo cái an ninh trật tự để cho anh phát triển. Chứ không phải là hàng hàng tháng là phải phải in tiền ra đưa cho các anh tiêu, đúng không? Chả có nhà nước nào người ta in tiền ra các anh, người ta đưa cho các anh tiêu cả. Rõ ràng là như vậy, bằng hình thức này hay bằng hình thức khác thôi. Đó. Và cái vấn đề không có đức ở đây là gì? Ngay cả cái nơi chôn rau cắt rốn đó là nơi quê hương mình, tổ tiên cha ông mình đã bị bao nhiêu các cái thế lực người ta giày xéo, từ phong kiến, thời kỳ phong kiến bị các cái thế lực phong kiến Trung Quốc cho đến thời kỳ hiện đại là Pháp, Mỹ, Nhật. Đúng không ạ? Rồi là cũng là chiến tranh biên giới với Trung Quốc rồi Pol Pot Campuchia. Người ta giày xéo quê hương dân tộc mình, các anh còn không bảo vệ được. Đến ngày hôm nay có cái giá trị hòa bình các anh còn không bảo vệ được thì các anh làm được gì? Thế là cái mà các anh Thế chỉ là mong muốn mà là các anh kích động chỉ chia mong rẽ muốn thì là kích có động phải là nó chia không có đức nữa không ạ? Thế là hai cái yếu tố mà không có đức không có tài thì các anh làm được cái gì? Các anh lo gia đình bản thân anh còn chưa xong mà các anh lại còn còn đòi là đi lo cho cả cái dân tộc Việt Nam này, chúng ta thấy nó có vô lý không? Đúng không? Rất là vô lý. Bản thân mình còn chưa chưa làm được trò trống gì mà các anh lại cứ đi lo, mà đặc biệt là những cái thành phần mang quốc tịch nước ngoài mà đi cho lo cho người dân Việt Nam mà chúng ta càng thấy nó phi lý nữa. Đúng không ạ? Mà trong khi chúng ta ở cái các cái nước được cho rằng là tự do văn minh nhất thế giới chưa làm ra được cái trò trống gì, chưa làm ra được một cái gọi là có được một cái thành tựu thành gì đáng quả cho cá à, nhân, thành quả gì là ừ. cái thành quả thành tựu gì cho cá nhân và gia đình mình mà các anh lại đi dạy cho những người khác thì chúng ta có nghe được không? Giống như kiểu mà cái người mà học lớp 1 mà đi dạy cho lớp 12 giải toán thì chúng ta có chấp nhận được không? Cái này thì cũng rất là dễ hiểu thôi, không có gì khó cả. Chẳng qua những cái thành phần đó đó, người ta vẫn ảo tưởng, người ta vẫn mong chờ vào một cái điều gì đó nó xa vời thì người ta vẫn cố hữu theo cái quan điểm người ta, thì em cũng không có nghĩa là cũng không, em cũng hoàn toàn tôn trọng cái quan điểm đó. Thế nhưng cái quan điểm đó nó phải phù hợp, đúng không ạ? Phải phù hợp với nhiều yếu chứ không phải là mình cứ có quan điểm của mình mà cứ cho rằng là cái đó là phải như thế, đúng không ạ? Nó rất là rõ ràng, không phải cái quan điểm nào cũng đúng đâu. Mỗi người đưa ra một quan điểm khác nhau, nhưng mà có thể vào lúc này nó đúng, nhưng vào lúc khác nó không đúng. Thế thì nó mới trải qua các cái hình thái kinh tế xã hội được, chính trị xã hội được, chứ là không thì làm sao mà nó trải qua được, đúng không ạ? Thời kỳ này nó khác, thời kỳ kia nó khác. Mỗi một thời kỳ nó đã các cái sự phát triển cộng thêm cái sự phát triển khoa học kỹ thuật nữa, nó sẽ tác động đến, nó làm thay đổi cái bộ mặt của một quốc gia hay của một hình thái kinh tế xã hội, nó thúc đẩy kinh tế phát triển. Thế thì người ta mới vươn dần lên từ những cái xe đạp đến cái xe máy, rồi bây giờ đến ô tô, máy bay các thứ.
Làm sao mà tự dưng mà các anh đòi hỏi một cái mà nó có ngay được, đúng không ạ? Thì cái điều này nó cũng rất Dạ dạ Bách ơi. là dễ hiểu thôi. Thế thì qua cái buổi live ngày hôm nay đó, thì em cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy, và đặc biệt là mọi người, không riêng vụ này mà tất cả những vấn đề khác, khi mọi người tiếp nhận thông tin của những cái thành phần khác Đúng rồi. thì Phải chúng tỉnh ta táo. cần phải có sự phân tích, đánh giá và phải thực sự tỉnh táo trong vấn đề này. Và chúng ta phải nhìn nhận được là gì? Nhìn nhận được cái nào là đúng, cái nào là sai, và nhìn nhận được cái nguồn gốc của những cái thành phần mà đưa ra những cái thông tin đó, người ta cần đạt được cái mục đích gì, đúng không ạ? Chứ đừng có như kiểu là ở Libya, đúng không ạ? Cái chế độ độc tài thì người dân lại sung sướng, ăn học hành tử tế, nhà cửa thì ổn định, sau khi tiêu diệt độc tài xong, tự do dân chủ nhân quyền lao vào đấy. Thế thì bây giờ là đấy, chúng ta nhìn thấy cái bài học rất là sáng giá mà các cái đối tượng người ta mong muốn. Thì em cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy, thì cũng cảm ơn anh cơ quan và mọi người đang lắng nghe. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại à. Bye bye.